nay kết thúc buổi săn nè. Vũ hồn. Nếu anh em nay được 4 con nha, một cút bèo, một con lép, một con lửa, với lại con này không biết con gì nè, quá trời bự luôn. Khủng khủng. Anh em cũng thấy rồi, xách cái này về thì anh em cũng thấy rồi đó. Cái gì vậy? Bắt được cò luôn nhé, bắt được cò luôn. Dưới vậy mà cò đảo lên cao mà nó chụp được luôn. Mày hai cò lép. Thank you.
Đây con Si nó bắt được con gì nữa. Để chạy vô coi. Này mình không gắn máy quay trên đầu. Con gì bự hả? Chết hả? Hả? Đúng rồi, em thấy tự dưng nó to đùng. Trời má ơi, hú hồn. Si vậy các bạn. Con này giống như con gì chơi. Không, em thấy nó bỏ cò lửa tự dưng nó chụp con này. Nó khoái màu đen rồi. Hú hồn quá các bạn. À, con Si mà chơi tới con này luôn rồi. Hồi nãy mà gắn máy quay trên đầu ngon à. Phá đẹp ghê, bắt trên không luôn. Bắt quay vòng vòng đó mà. Đúng rồi. Rồi má hú hồn. Má con cò, con nó không dám chụp vô cái đầu. Con cò nó thấy mình tới nó quay quay nè, cái nó thấy đúng mình, rồi. Con Si nó thấy mình chạy tới cái đó. Má ướng ăn thì chứ. Không cho nó xé con đó đi, cho nó quen mồi to. Mình tiếc dù sao nó cũng chụp đầu rồi mà. Đã không các bạn? Cuối cùng cũng có thành quả. Con hồi nãy đâu? Nãy bắt được. Nãy bắt được con cò lép nữa các bạn. Không không lấy điện thoại có điện thoại không? Có. Bắt chụp tấm hình. Xem chụp hình cho. Để chụp luôn. Lấy điện thoại ra chụp. Không phải dàn vừa đâu. Má cái này nhắc đầu ít quá. Chịu chụp. Thên mà xuống bãi này đúng không? Nãy đi về thấy mất rồi. Xè ra mới chụp được. Xè cánh ra. Đây. Gì sao? Rồi đi. Cất cái cánh mày ra cái con này. Chơi mà chia. Anh cầm lên đi em chụp cho tấm trên. À, chụp hình gửi cho anh em hú hồn liền. Bỏ xe xuống cho to nè. Ướng thiệt. Đã quá bà. Tiếc quá. Pha này mà gắn máy quay là chết luôn rồi. Kệ cho nó ăn cái đầu ấy. Cho nó nghỉ được rồi á. Hôm nay săn được con lớn mà. Cho nó quen. Giờ gặp mùi lớn mới chơi. Con này phải gấp 3 ăn còn lửa. Tiếc quá, không gắn máy quay. Người ta hay nói khúc 90 á. Nè các bạn, cò hú hồn không? Cái cánh nè, cái dải cánh nè. Con này như con vạc chứ. Vạc đen, vạc nó trong lùm. Con kia bay ra nó quảng, bay theo luôn á. Đã thì chứ. Đã không các bạn? Bạn nào biết con này con gì comment với mình nha. À, con này lạ quá, hình như con vạc hay là con cò ma nhưng mà nó màu đen. Con sống khỏe lắm. Tiếp tục nha các bạn. Anh em săn đang nản tính về rồi. Làm con hú hồn. Hả? Ra được không? Ra được mà. Ăn tiếp hả? Về đội cái nón này đi. Lỡ rồi. Nữa hả? Trời quá tôi lại không? Tại nó chịu chơi thằng lớn rồi mà. Cùng quá vợ ba nhanh lửa chơi. À con lửa này lửa non. Kệ. Một con nữa nha anh em. Wow. Quá đã. Đồ quá nhá chi. Ta nói là đeo máy quay rồi. Không đeo. Nó quất tới con này luôn nè. Đó các bạn, hai con nha các bạn. Quất con đen này khủng ghê thiệt. Ủa con này con gì ta? Chim gì nhỏ không? Chim ưng nhỏ anh. Ủa cái này là vô chỗ mà thấy là thả ra ngoài quất à? Dạ đúng rồi. Ù má sao kìa, giờ nó bay nhanh thế sao, nay gió lùa nó. Gió này thuận gió. Nó ghê vậy. Cái này nhiều.
pha gì rồi thuận gió. Con này con còn nhỏ nè, nhưng mà cũng lụm được cũng em rồi. Đồ gì gỡ này ra cho láng hương nó tập luôn chơi. Ừ. Ủa, đúng phút 90 anh làm hai con quá hớp. Đã không bạn? Đồ cái nó đét dữ đã luôn. Đó, thả này, thả này. Thả đi. Ừ, ngon. Ngon. Đây các bạn, con còn lửa nữa nè. Lại không quay pha này nữa chứ. Toàn mấy pha không quay nó dí không à. Nãy chắc cũng được quay được mấy pha dí hụt. Nãy có quay mấy pha dí hụt không? Hồi lúc khúc trước á, ngoài bãi kia á. Có đúng không? Vậy cũng được rồi. Tối nay về được cái clip rồi. Vậy cho anh em biết si khủng được rồi. Còn si mà bắt được mấy này là ớn ăn luôn. Đúng. Này tới mùa cò ma ha. Rồi giờ đổi không? Thôi, hết rồi. Con này là con non là nó còn con mẹ chổng ha. Ê, con mèo, con mèo, con mèo. Con mèo, con mèo. Bóc lên là chết mẹ mà liền con à. Đâu rồi, bóc lên. Đâu rồi. Đâu rồi. Chết rồi con mèo, chết rồi, chết rồi. Chết rồi. Mày chạy đâu cho thoát. Giỡn mặt với si à con. Giỡn mặt với tao à con. Chạy đâu cho thoát. Từ 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 nha, con cút bèo nó tải được á, nó núi núi. Đúng rồi. Nó vô kèo rồi. Mày hả bự? Chạy đâu con sâu. Chạy đâu cho thoát rồi bự. Cuộc sống mà đổi mũi à. Thế lạ nữa, nãy giờ mình giật cao hai con rồi à. À. Con này nó thoát ấn mấy lần rồi ha. À. Đã không các bạn? Nó ăn chi mà cái nào dính cái đó à. À. Hồi trưa nó bay hơi buồn ha. Trưa nó không nhiệt. Ừ. Chưa tới cử. Giờ nó bay. Hay là thích ta đổi cho con cò. Má còn sống luôn. Đây đưa ra sau. Gỡ cái chân, gỡ cái chân. Im ha. Rồi gỡ ra. Đây các bạn. Con cút bèo nữa nè. Thả con này nghe. Hưng Yến buồn lắm. Thả là Hưng nó buồn đúng không? Nè các bạn. Cút bèo. Con này chim nhỏ được cái nó chụp mấy con này không chết. Mình giữ được. Đưa về tập mấy con kia. Xí khủng. Cho quay mặt cái được không? Lên TV nha. Về mà đòi bán con ta. Bán rồi nó săn cho thấy cái cảnh. Mấy anh rồi. Ừ. Trời sắp mưa rồi anh em. Nay kết thúc buổi săn nè. Hú hồn. Em. Nay được 4 con nha. Một cút bèo. Thương. Ha, một con lép. Một con lửa. Với lại chim rồi. Con này không biết con gì nè, quá trời bự luôn rồi. Đã không? Giờ so con này với con này. Đã rồi. Đó. Ôi. Đó. Không 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 không. Đó, quá đã luôn. Trời ơi, hú hồn. Ăn ghê trời. Ừ, con này bự quá. Không ngờ nó chụp, nó chịu chụp con này chứ. Quá bự luôn rồi. Khủng. Anh em cũng thấy rồi đó, xách cái này về thì anh em cũng thấy rồi đó. Bể anh em à.